Kim Bình Mai 2009 là một bộ phim ma cấp 3 được sản xuất năm 2009 và là phần tiếp theo của Kim Bình Mai 1 2008, được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ điển mang tên Mối hận Kim Bình. Nó được sản xuất bởi Oang Trinh và đạo diễn bởi Man Kei Chin. Tây Môn Khánh là kẻ lang bạt giang hồ, biết su nịnh cậy quyền cậy thế trở thành cường hào bá chủ một phương, dục vọng vô cùng của y là tiền tài và đàn bà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tây môn khánh là đại biểu cho thế lực phong kiến hợp nhất trong mình cả ba vai quan liệu ác bá phu thương đặc biệt là đã phản ánh đặc trưng của thương nhân mới phất lên dưới triều nhà minh trong bộ tiểu thuyết thủy hử tây môn khánh thông dâm với với vợ của võ đại lang là phan kim liên nên đã kỳ công lập mưu giết chết võ đại lang còn trong tiểu thuyết kim bình mai lại chú trọng những chi tiết liên quan tới cuộc sống hoang dâm của tây môn khánh và những thê thiếp